Vì sao cả Nga và Ukraine đều thất bại trong các cuộc tấn công xe tăng? Cả Nga và Ukraine đều không thể tiến hành thành công các cuộc tấn công bằng xe tăng và có những lý do rõ ràng cho việc này. Một chuyên gia nói với Business Insider rằng địa hình bằng phẳng và số lượng máy bay không người lái trên bầu trời khiến việc gây bất ngờ cho phía bên kia trở nên vô cùng khó khăn. Riley Bailey, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định các cuộc tấn công không thể tiến hành nếu không có yếu tố bất ngờ. Rất nhiều cuộc chiến tranh cơ giới ở một mức độ nào đó dựa trên sự bất ngờ để có thể nhanh chóng tiến công và khiến đối phương mất cảnh giác. Chuyên gia này nhận định. Theo ông, dựa trên tất cả dấu hiệu dọc tiền tuyến hiện nay, điều đó thực sự không thể xảy ra. Một lý do nữa là địa hình bằng phẳng ở khu vực phía đông và phía nam của Ukraine nên không có nơi nào để che giấu các đoàn xe bọc thép. Tại một số khu vực, tất cả địa hình đều bằng phẳng và bạn có thể thấy bất kỳ ai từ cách đó hàng km, ông Bailey nói. Ngoài ra, việc nhiều UAV hoạt động trên bầu trời cũng cản trở hoạt động của xe bọc thép tại Ukraine. Cả Nga và Ukraine chủ yếu đều dựa vào các UAV giám sát và UAV tấn công, trong khi các binh lính mô tả bầu trời đầy rẫy những phương tiện này trong một số cuộc giao tranh. Các UAV giám sát đã được sử dụng để dõi đối phương và thường cung cấp dữ liệu mục tiêu cho pháo binh cũng như các vũ khí tầm xa khác. Các UAV tấn công bản thân chúng đã là vũ khí và trong một vài trường hợp có thể gây hư hại hoặc vô hiệu hóa xe bọc thép và xe tăng. Moscow và Kiev đều đối mặt với tổn thất khi sử dụng các đoàn xe tăng và xe bọc thép. Việc thiếu đột phá trong các chiến dịch xe tăng và xe bọc thép cũng như những khó khăn mà cả hai bên gặp phải nhằm gây bất ngờ với đối phương đã góp phần tạo nên tính chất gay cấn của xung đột khi mà không bên nào đạt được bước tiến lớn. Phòng tuyến kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn, cũng khiến cho chiến trường hầu như không có sự dịch chuyển. Ukraine cho biết phương Tây đã không cung cấp cho họ đủ vũ khí để đạt được đột phá. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.